Không biết giặt đồ không, ủi đồ không? Biết thì tốt anh. Thôi quá, hôm kia không biết luôn rồi. Nè, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Thường là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì... Còn em sao? Em mở bí kíp ra xem nó là cái gì ạ? Rồi em đọc cái thử. Em muốn người cao một chút. Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. Được chưa? Thực ra là nó hơi xuống xuống một chút. Khuôn mặt dễ nhìn ạ. Dễ nhìn. Quá dễ nhìn. Dễ thương. À, là người dễ tính. Dễ tính không cưng? Dạ em dễ lắm chị. Có bạn cá ra em chiều hết chị. Được không? À được. Tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình. Linh ơi, ra coi nguyên cái bí kíp vậy chị. Đọc tới 9 giờ tối mới xong á. Đây nè, nguyên một đây. Đây. Đâu tôi coi coi. Kiếm chồng mà con cuốn này mệt. Đó một cuốn vậy luôn đó. Ngoại hình cao 1m73, cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn, thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ. Bảo vệ nổi không? Dạ được anh. Có biết võ gì không? Cũng biết chạy thôi anh. Biết chạy rồi. Dễ tính, hài hước, hay cười. Đúng rồi, nó cười hoài luôn. Quyết đoán, mạnh mẽ khi cần thiết. Mạnh mẽ không? Mạnh anh. Đâu nói mạnh coi. Mạnh. Vừa mạnh lắm. Nghe không? Một chút gia trưởng rồi. Thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu thôi, một chút xíu. Em có phải có chứng không? Kiến đó đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có thôi anh. Muốn có là có thôi hả? Rồi. Không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, có thể ủi đồ. Em yếu đuối ủi đồ là em thua anh. Mấy anh đọc thêm thì không có. Là người có chút lãng mạn. Thì muốn lãng mạn này cũng được anh. Được, muốn gì được hết luôn. Trời đất ơi. Nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. À. Ngày 24 tháng 1 là sinh nhật em nè. 24 tháng 1 sinh nhật. Để vô đây làm chi vậy? Wow, món gì vậy em? Hử? Rồi để đây đi chút xíu anh Linh nó hưởng hết à. Nhưng mà chị biết cái món này món của anh Linh. Rồi cũng dạ. Qua tới à. Bắt đầu giới thiệu về mình. Mời anh trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ờ chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả có mặt chương trình hôm nay. Mình tên Lê Vân Trung. Nghề nghiệp là mình đang làm kỹ thuật cho một công ty kết cấu thép tại Đồng Nai. Quê mình ở Bình Định. Mình sinh năm 1993. Là 27 tuổi anh. Giới thiệu lớn lên cho chị. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Đấy. Phải như xin thế chào mới anh được. Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin giới thiệu một chút. Em tên là Trần Thị Anh. Mọi người hay gọi em là Thu Anh. Và em năm nay bằng tuổi bên kia. Em hiện nay thì đang sống và làm việc ở Thủ Dầu Một Bình Dương và em làm trợ lý kinh doanh. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là người sáng tự lập. Ừ. Tính tình vui vẻ hòa đồng, biết làm việc nhà mà thích bơi lội và thích đi phượt. Biết làm chuyện nhà là chuyện gì? Giặt đồ nấu cơm rồi em làm được hết anh. Được, vậy thì được. Điểm mạnh thôi, có điểm yếu gì điểm không? Điểm yếu là điểm gì? Hơi nhút nhát, với em không biết ủi đồ anh. Có biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả? Không, không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi này em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Còn em sao nè? Điểm em mạnh là gì nè? Điểm mạnh thì chắc là cũng hay cười, khá là biết quan tâm người khác. Nhưng mà em quan tâm về tinh thần nhiều hơn ạ. Đó, và em thì... Em biết ủi đồ không? Không ạ. Đó em rồi. Không biết ủi đồ luôn rồi. Thế rồi. Rồi còn điểm yếu của em nè. Chắc là nhiều như lá rụng mùa thu ạ. Em nghĩ em thực ra là cũng không khéo tay lắm. Còn thêm một cái nữa là cũng hơi thiếu vitamin C. Vitamin C là sao? C là biển mà. Biển thì... À là ý em nói em thiếu muối đó hả? Tự bạn tự nhận bạn thiếu muối lên từ. Thì đang mua muối. Trời ơi tưởng gì thiếu đường sợ thiếu muối rẻ xịn. Em có thiếu gì không trai? Dạ em thiếu bạn gái anh. Trời ơi có duyên vậy. Thiếu bạn gái. Ừ. Con này có duyên nè. Em có mấy mối tình rồi Trung? Dạ trước giờ cũng được rồi, 3 mối tình. Trời ơi, vậy mà nó thiếu bạn gái. Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng anh. Mối dài nhất là bao lâu? Dài nhất thì cũng gần 2 năm. Dạ. Nhưng mà dài 2 năm vậy sao chia tay? Quan hệ quen không công khai anh. Đàn ông phải có chút danh phận chứ làm gì quen 2 năm không cho danh phận gì hết. Em còn thương người đó không? Đối với em là tình yêu là một là xem là tất cả, hai là không bao giờ là gì cả. Ồ, không bao giờ là gì dữ dội ta. Nha. Được. Rồi còn em sao? Bao nhiêu mối tình? Chắc cũng bằng bạn kia. Thì cái mối tình mà lâu nhất của em là bao lâu? Lâu nhất chắc là khoảng hơn 1 năm ạ. Ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ. À vậy đó hả? Lý do tại sao chia tay vậy? Lúc mà nó cũng không được rõ ràng lắm, tức là chỉ cả thấy là hai đứa tình cảm bắt đầu nhạt dần, thiếu sự quan tâm lẫn nhau, sự chia sẻ về tình cảm hoặc là cuộc sống. Nên là dần là cứ bỏ lơ nhau ạ. Mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người phụ nữ cao trên 1m5, ưa nhìn,
Có luôn, gia đình tôi có hết á. Hiếu thảo với người lớn được rồi. Có muốn biết giặt đồ không, ủi đồ không? Biết thì tốt anh. Xui quá, hôm kia không biết luôn rồi. Nè, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Thường là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì... Còn em sao? Em mở bí kíp ra xem nó là cái gì ạ? Rồi em đặt cái thử. Em muốn người cao một chút. Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. Được chưa? Yeah. Thực ra là nó hơi xuống xuống một chút. Khuôn mặt dễ nhìn ạ. Dễ nhìn. Quá dễ nhìn. Dễ thương. À, là người dễ tính. Dễ tính không cưng? Dạ em dễ lắm chị. Có bạn cái là em chiều hết chị. Được không? À được. Tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình. Linh ơi, ra coi nguyên cái bí kíp gì chị đã đập tới 9 giờ tối mới xong á. Đây nè, nguyên một đây. Đây. Đâu tôi coi coi, kiếm chồng mà con cuốn này mệt. Đó một cuốn vậy luôn đó. Ngoại hình cao 1m73, cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn, thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ. Bảo vệ nổi không? Dạ được anh. Có biết võ gì không? Cũng biết chạy thôi anh. Biết chạy rồi. Dễ tính, hài hước, hay cười. Đúng rồi, nó cười hoài luôn. Quyết đoán, mạnh mẽ khi cần thiết. Mạnh mẽ không? Mạnh anh. Đâu nói mạnh coi. Mạnh. Chưa mạnh lắm. Nghe không? Một chút gia trưởng rồi. Thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu thôi, một chút xíu. Em có gia trưởng không? Phải có chứng kiến đó, đúng rồi. Đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có thôi anh. Muốn có thôi hả? Rồi. Không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, có thể ủi đồ. Em yếu đuối ủi đồ là em thua anh. Mấy anh đọc thêm thì không có. Là người có chút lãng mạn. Thì muốn lãng mạn này cũng được anh. Được, đúng muốn gì được anh luôn. Trời đất ơi. Nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. À. Ngày 24/1 là sinh nhật em nè. 24/1 sinh nhật. Để vô đây chi vậy? Quê quán không yêu cầu nhưng là người đang làm việc ý định định cư lâu dài tại Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Em ý định là ở trong này chứ không về quê. Bây giờ là em xác định là thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? Ở đâu cũng được anh. Giọng nói dễ nghe nếu được, cầm cầm hoặc cầm cảm. Ê, không phải. Năng khiếu là nếu được, mong muốn anh ấy biết hát, nấu một vài món ăn sở trường, biết sửa một số đồ dùng trong nhà. Biết hát không? Biết anh. Hát, gây cho ta đã chấm điểm rồi. Bắt đầu. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối, nhé em người ơi. Được không? Dạ, được. Được, hết qua được. À... Dạ. Nói chung là đọc hoài mệt quá, em cất đi rồi coi có gì về nghiên cứu. Em mình dung cái bạn bên đó làm sao? Có được bao nhiêu phần trăm cái mà em muốn? Cũng được 70% rồi ạ. Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Em nhắm trong cái cuốn sổ em đang cầm đó, nó khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chứ anh thấy có 30 thôi đó. Anh cũng phải 90% em ơi. Trời ơi, giữ ta. Mạnh mẽ. Rồi, vậy là ổn rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn về anh. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và khán giả trường quay và nhà bạn gái bên kia. Khuôn mặt dễ thương, tính thì cũng cao ráo mà rất hợp với em trai của em. Chung này nó cũng hiền, rất là vui vẻ. Nên là hai đứa trao cho nhau cơ hội để bấm nút hẹn hò. Em đi với ai? Dạ em đi với dàn nhà gái là toàn gái ạ. Các chị em thì đều chịu độc thân ạ. Có chị họ sao? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, cùng chào bạn nhà trai và mọi người trong trường quay. Từ nãy đến bây giờ ngồi thì mình thấy bạn trai bên này á, sắc vóc thì là nhỏ nhắn nhưng mà dễ thương, nước da là rám nắng, là đẹp trai. Về cách nói chuyện thì là dễ nghe, hài hước. Theo những gì mà cậu ấy phỏng đoán là cậu được 90% á, thì mình nghĩ là như anh trai đánh giá là 70%, nhưng mình nghĩ là cũng được trên 6 rồi. Thì hy vọng là em cũng có nhận xét của mình và sẽ đưa ra được cái cơ hội để cho hai bên có thể thân thân tìm hiểu. Nhưng mà cái này thì phụ thuộc phần lớn vào em. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Bỏ đó vô túi đi, bỏ vô túi. Về ngẫm, nghiền ngẫm thôi. Trời ơi, cái mùi này tôi chịu không nổi ông Linh. Tôi biết cái mùi món hảo của ông á. Em nói ý nghĩa tại sao lại tặng ảnh, làm cái đó tặng ảnh. Em thấy nó ngon ạ. Tự tay em làm hả hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ, đó là món gì em nói đi. Anh đoán món gì anh? Thịt vịt kho gừng. Đúng rồi. Em ăn thử ngon không? Nhớ nhả xương nha.
Sáng nay ăn bữa cơm mình được, ăn không hơi mặn đi. Ủa ta làm ăn với cơm tự nhiên không ăn không rồi không chơi. Có ai nói vịt kho gừng ăn chơi đâu. Thôi, rồi. Nói chuyện đưa cái dĩa ở đây. Thấy để tôi xuống tôi lo dùng cơm này cho. Rồi còn em mở cái quà ra coi là gì. Đưa anh được. Mở dùng em không biết. Ừ, đó. Anh tặng em món gì đấy? Anh cũng nấu một món ăn đến đây dành tặng cho em. Sushi trứng cuộn anh tự tay anh làm. À, cũng là đồ ăn hả? Dạ, wow, dạ. Mà em để trong cái hộp thì tưởng là cái món gì đó, em ăn thử luôn đi cưng. Hơi mặn. Không, cái hơi mặn cái món anh kia ơi, em nghĩ là kết hợp với món này là hợp với anh. Em ăn thử đi, còn dư để anh. Đầu tiên là ngọt ạ. Đầu tiên là ngọt quá hả? Hơi bị ngọt. Ngọt của cái, không phải ngọt của đường ạ. Ngọt của cái vật liệu nó làm nên ạ. Mà ngon không? Ngon. Ngon. Rồi hãy đi hỏi Linh coi nó cái nói chuyện này cho nghe. Rồi hai đứa ngồi đi. Em thấy anh sao? Đẹp trai ạ. Anh nói là cũng dễ thương. Dạ. Em rất thích con trai mà mặt vuông chữ điền á. Nhìn rất là men. Đó, quá vuông luôn. Dạ. Em có thích lấy vợ người Bắc không? Ở đâu cũng được, chỉ mà quan trọng là mình sống và mình lập nghiệp như thế nào thôi. Mình tìm hiểu nhau á, thì là anh dự định là chúng ta sẽ hẹn hò thế nào ạ? Thì anh thì miễn em cho lý do là anh đi thôi. Anh thời gian tối anh cũng rảnh. Một tuần em có thể, nếu như hẹn hò em có thể gặp cho anh gặp được bao nhiêu lần? Nếu mà mình gần nhau á, em nghĩ là ngày nào gặp cũng được. Còn nếu mà hơi xa thì không sao, thì có thể là tuần 1-2 lần cũng được ạ. Em ở Bình Dương là em chỗ nào em? Ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đó anh biết cũng gần mà. Em hỏi chút, anh là con thứ mấy trong gia đình ạ? Anh là con út. Trên đó là anh trai. Đúng rồi, còn anh lớn và chị nữa. Vậy thì ước mơ của em là hai đứa con gái là nó dễ dàng hơn đấy ạ. Đúng, anh con không quan trọng, miễn có là được rồi. Nhớ giữ mấy này làm kỷ niệm nha. Không rồi đó. Ngon. Bây giờ mình chốt cái đi. Nói những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Muốn em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Rồi, hai bạn để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta trao đổi cũng khá lâu. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã cảm nhận xem thật sự tim mình có rung động hay chưa. Chừng nào rung động, chúng ta hãy bấm nút. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, hay quá. Chúc mừng. Bà bấm chậm làm tôi bị hú hồn theo. Bà suy nghĩ một điều gì đúng không? À không, tại vì em nghĩ là phải đợi xong đi mùa xong mới đúng rồi. Luật. Người ta làm theo luật. Nắm tay nhau đi. Bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò nhau rồi đó. Nhớ tên bạn gái là gì không? Tính anh. Ừ, hay quá. Trời ơi, suy nghĩ gần tưởng đâu là mệt rồi đó. Giờ em gái có nhớ tên bạn trai là gì không? À, em thấy anh đẹp trai quá, em run quá à. Bạn này tên gì? Tôi còn không nhớ là gì bạn nhớ. Đình Trung. Nói lớn lên nào, anh tên gì? Anh Đình Trung. Lớn nữa. Anh Đình Trung. Lớn nữa. Anh Đình Trung. Đó. Không luôn. Không. Đổ luôn vô. Không. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo. 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Đừng ăn hiếp nó nha em gái. Dạ không. Nghiệp nó hiền lắm đó.